Thưa quý vị, thưa các bạn, từ mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 7, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Việt Nam Grand Sale 2020 đã được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 với nội dung nâng hạn mức khuyến mại lên đến 100% nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, giúp doanh nghiệp từng bước khôi phục lại hoạt động kinh doanh. Để thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế, vừa chủ động ứng phó dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục và thúc đẩy thị trường trong nước, phát triển thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng, các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng trong thời gian tới. Để làm được điều đó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương với các cấp, ngành, đặc biệt là các địa phương trên cả nước. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 được tổ chức trên phạm vi cả nước với mức khuyến mại tối đa lên đến 100%, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực, tạo sức lan tỏa và tạo nên cú hích lớn để kích cầu tiêu dùng nội địa, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì Bộ Công Thương cũng đã xây dựng cái chương trình kích cầu nội địa gồm rất nhiều chương trình. Trong đó thì có cái chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 và được tổ chức trên địa bàn toàn quốc. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với những thành phố lớn, với tất cả các địa phương để xây dựng các cái hội chợ triển lãm, rồi là các cái cuộc kết nối để giữa các nhà sản xuất đối với người tiêu dùng, và nhất là có cái sự phối hợp của các hiệp hội ngành hàng, của các doanh nghiệp để đưa các cái mặt hàng có chất lượng và đã được công nhận và có thể khẳng định là những mặt hàng mà có cái phẩm chất tốt để đưa đến cái người tiêu dùng từ thành phố cho đến các cái vùng sâu, vùng xa, các cái vùng miền núi biên giới và hải đảo. Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng từ các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Hưởng ứng chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia của Bộ Công Thương bằng việc là phát động chương trình Red Sale, lễ hội mua sắm đỏ. Đây là cái chương trình thường niên mà Vincom Retail vẫn thường thực hiện, và năm nay thì cái chương trình này chúng tôi đánh giá là sẽ có sự thành công bởi vì cái quy mô của nó cũng rất là lớn, với sự tham gia của hơn 2.500 nhãn hàng trên hệ thống 79 trung thương mại của Vincom Retail. Cái hiệu ứng chung của xã hội về cái tháng khuyến mại thì ngân hàng hay là các cái doanh nghiệp thì đều sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, với lại nhiều cái sản phẩm được cung cấp ra một cách đa dạng hơn, tạo một cái tiền đề và tạo cái thói quen cho khách hàng, về sau này họ sẽ ở lại với ngân hàng, ở lại với lại các cái sản phẩm dịch vụ ấy lâu dài hơn. Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa năm 2020 của Bộ Công Thương được tổ chức thông qua một số hoạt động lồng ghép vào các đề án, chương trình quốc gia đã được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước, như đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Với tính chất là chương trình khuyến mại tập trung đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc ở cấp quốc gia, Bộ Công Thương kỳ vọng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Việt Nam Grand Sale 2020 sẽ thu được những kết quả khích lệ, đóng vai trò quan trọng trong kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần vào việc từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.